Is that loud enough? Anh chị nghe lớn không vậy? Anh chị nghe lớn dữ rồi phải không? Ha? Anh chị nghe lớn dữ rồi phải không? Only you. Ok, cảm ơn. How your Tết? Anh chị nghỉ Tết lâu nhiều quá rồi phải không? Chưa đi học trở lại hả? Just enough. Chưa nghỉ đủ nữa hả? Mình thấy đủ là đủ, mình thấy chưa đủ là chưa đủ. Ok. Let's see, để tìm đi check một cái ở bên trong Pal Talk cái đã nhờ. Okay, let's see, everything is okay. Exit now, okay, what are we going to do today? Set up preferences and audio set up and yeah, bây giờ còn lớn dữ nữa. Xạo, ai là không nghỉ Tết? Where you from? Only you. Huh? Where you from? Only you. Only you. Okay, let me rồi trả lời rồi. Không phải ở Việt Nam hả? Yeah, ở bên này. No, không phải nghỉ một ngày. The first year, I mean the first day of the year is was on the I think on the Friday, right? Friday. Yeah, Friday. So we celebrate that on the weekend. Thường thường ngày mùng 1 thứ 6 là thiên hạ vẫn đi làm đó các anh chị. You know why? It say it, you know, it say that on the first day of the year if you belong. Biết tại bên này ưa thất nghiệp lắm biết không? Ưa bị thất nghiệp á. Thành ra mùng 1 thiên hạ phải đi làm. Mùng 1 thiên hạ phải đi làm. Để nguyên năm là lúc nào mình cũng đi làm hết trơn, mình có việc làm. Còn hỏi nữa. Ta nói vậy mà, phải không? Ta nói vậy mà. Phải không? Nếu mà mùng 1 mà các anh chị cứ khóc là nguyên năm các anh chị khóc hoài. Ta nói vậy đó, thành ra ngày ngày mùng 1 mình không được làm những cái chuyện gì xấu phải không? Yeah. Thành ra ngày mùng 1 mình phải đi làm, là nguyên năm mình có việc làm hoài. Làm cho chết luôn. Okay. Mất mà nghỉ là gì? Mất mà nghỉ là gì hả? Only you là nguyên năm, là nguyên năm bị ăn tát tay luôn đó mà. I mean, okay, money, trời đất ơi, money hả? Money, okay, money. Sao rồi? Tới đâu rồi? Tết tới đâu rồi? Bên Việt Nam các anh chị. Ồ, các anh chị không có coi Olympic hả? Có không có coi Olympic hả? Hả? Bên Việt Nam có coi Olympic được không? Không hả? Thiệt không đó? Olympic năm nay rất là hay. Yeah, rất là hay.
Giờ này là bên Việt Nam là tối là thường thường nó thường thường nó show on at night phải không? Olympic thường thường nó chiếu buổi tối phải không? Phải không? Biết rồi nhưng mà các anh chị không có coi hả? Tưởng bữa nay các anh chị coi Olympic hết trơn rồi, không ai vô đây học hết trơn. Giờ này là nếu mà buổi tối mà bên này đó là trời ơi, là tivi ngồi Mi ngồi trước cái tivi. Hình như có năm á, khu gấu có năm á, Việt Nam cũng cũng dự vào cũng dự Olympic phải không? Có năm nào tụi Mi quên rồi. Phải không? Hình như dạ, Summer Olympic thì phải, chứ không phải là Winter. Phải không? Việt Nam có một một năm nào một một lần nào đó có dự Olympic phải không? Nhảy cầu sexy hết cỡ phải không? Không rõ gì, đâu có năm nào cũng dự, có một năm thôi mà tôi mới nhớ có năm nào đó mà. Ok let me see ok let's start now. We have finished learning all the tenses of verb, right? And the verb tenses, right? Mình đã xong hết tất cả, học xong hết 12 thì rồi phải không các anh chị? Okay, let me show please. Học xong hết rồi. Học xong. Hôm nay gì mà còn Tết? Red people. Hôm nay thì đâu còn Tết nữa đâu, hết Tết rồi. Hôm nay là mùng mấy ta? Hôm nay là mùng 10 rồi phải không? Mùng 10, mùng 11 rồi phải không? Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 gì đó. Quên rồi. Mười lăm mới hết Tết hả? Bánh chưng chứ đâu phải bánh chưng đâu. Ôi, bên này Tết quanh năm quá. Anh chị có tin là bên này Tết quanh năm không? Hả? Lúc nào cũng có bánh chưng nè. Lúc nào cũng có thịt kho nè. Lúc nào cũng có đồ chua nè. Thôi đi, có cả lá rong. Lá rong là gì? Lá gì cũng có hết trơn á, lá diêu bông còn có mà. Lá diêu bông còn có mà, là gói bánh á. Có mà, lá gì cũng có hết trơn á. Ok, người ta gói bánh chưng bánh tét bên này thì lá gì cũng có hết trơn á. Lá gì cũng có hết trơn á. Lá chuối, lá lách còn có mà, lá dưa bông còn có mà. BBC cười. Lá dưa bông còn có mà. Ok, let's start nha. Hôm nay mình sẽ làm bài tập hết 4 thì nha các anh chị. Làm bài tập hết 4 thì, ok. Có cần ôn lại không? Do you want review quickly? Có hả? Mới học thì hả? Ok, bây giờ mình ôn bằng cách là mình lấy thí dụ là hay nhất.
Okay, it rains. It's raining. It has rained and it has been raining. This is four tenses of a present, right? Of the present tense. Đây là bốn thì hiện tại phải không? The first one is a simple present. The next one is the present continuous. The third one is the present perfect, right? And the last one is the present perfect continuous, right? When do we use that? Khi nào mình dùng thì hiện tại các anh chị? It rains. Trời mưa. Là mình nói một cái fact. Một cái dữ kiện nó có thật. Đang xảy ra. Okay. Ít nhất là nó xảy ra ngay cái lúc mình nói. Nhưng mà chưa chắc gì nó xảy ra all the time. Maybe nói thì mình thường dùng cái thì này. It rains. Sự thật nó đang mưa ngoài kìa. Và cái thì này thì mình nói chậm á, okay, mình giọt miệng mình nói thôi. Nó không có xíu là trời mưa thôi, mình không cần cho người ta biết. Ồ, mưa lúc. Một cái dữ kiện mà nó có thật. Luôn luôn lúc nào nó cũng có thật hết trơn. Ví dụ mình nói the sun rise in the east, phải không các anh chị? East hay là west, mặt trời mọc ở hướng đông. Dạ, ở hướng đông phải không? Mặt trời thì lúc nào nó cũng mọc, mọc ở hướng đông. Thì mình cũng dùng cái thì này. Hay là mình dùng cái thì này for the, có nghĩa là diễn tả một cái sự việc mà theo thói quen đó. Ví dụ nói I go to school. Tôi đi học. I go to school every day. Là một cái habit, một cái thói quen. Thì mình cũng dùng cái thì này. Đây là ba cái điểm tránh để dùng cái thì hiện tại. Thứ nhất là một cái thói quen. Thứ hai là một cái dữ kiện có thật, luôn luôn lúc nào cũng thật. Hay là một cái dữ kiện mà nó ít nhất nó có, nó đang xảy ra, nó có thật ngay cái lúc đó. Thì mình dùng thì này, đó là, đây là ba điểm tránh. Okay. Rồi rises. Tới cái thì continuous. Okay. Continuous, present continuous. Nghĩa là okay, let's see, let me read.
anh chị Tiểu My sẽ trả lời cho các anh chị sau giờ học những câu hỏi mà ngoài cái đề tài mà Tiểu My đã nói, diễn tả những một cái hành động mà most often is talk about the action happening at the moment of the speaking. Nó diễn tả một cái hành động cũng đang xảy ra trước mặt của mình. Và cái thì này nó diễn tả rõ ràng hơn, nó sống động hơn. Khi mình nói cái thì này, mình có thể mình tưởng tượng cái sự việc nó đã đang xảy ra trước mắt của mình, cho dù mình không thấy nhưng mà mình cũng tưởng. Thì này nó hay hơn cái thì present tense ở chỗ này. Khi mình nói it rains là mình chỉ nghĩ là cái thì này ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Cũng vậy, mình có thể tưởng tượng được cái hành động nó đang xảy ra. I kiss her. Tôi hôn cô ta. Nó là khá như vậy. Ok, mình thấy được. Vì chỗ mắt chuyện nó thường mà. Right. Đó em rồi thôi, chứ nó không luôn, không phải nó xảy ra hoài hoài luôn. It is raining, nghĩa là tạm thời bây giờ nó đang mưa nhưng mà chưa biết là chừng nào nó hết, nghĩa là cái temporary action. Nhiều như mình nói là I'm going to school, nghĩa là mình đang đi học. Nhưng mà 5 phút sau mình tới trường rồi, mình không còn cái sự mà đang đi nữa. Thấy không các anh chị? Không còn cái sự mà đang hành động. Tạm thời thôi. Okay. Thì đó là điểm tránh của cái thì này. Rồi. Bây giờ qua cái present perfect continuous. I mean, present perfect. It has rained. Khi mà mình nói it has rained, khi nào mình nói cái này? When do we say this? It has rained. Thường thường cái perfect là gì? Perfect là hoàn thành, hoàn toàn, phải không? Okay. Nó vừa mới chấm dứt, nó vừa mới xảy ra là nó vừa mới chấm dứt. Ví dụ mình nói, tôi vừa làm xong cái bài của tôi. Và một cái hành động, một cái điểm tránh khác là chỉ một cái sự việc nó đã xảy ra ở quá khứ và tiếp diễn ở hiện tại, vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại và tương lai, không biết là nó sẽ còn tiếp diễn nữa hay không, có thể không. Okay. So express the action that began in the past and have recently continuing up to the present time. Diễn tả một cái hành động đã và đang xảy ra. I have studying English. Tôi đã và đang học tiếng Anh.
Dạ, thường thường cái thì này họ thường dùng cái chữ xin hay là cái chữ for. I have learned English for 2 years, right? Tôi đã và đang học tiếng Anh cho 2 năm rồi. Không biết là tương lai tôi còn học nữa hay không. Thì mình chưa có biết chắc chắn. Maybe ngày mai mình không học nữa tại chuyện gì xảy ra đại khái như vậy. Thế là trời đã và đang mưa. It has rained. Khi mà mình nói cái câu it has rained có 2 nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là trời mới vừa mưa đó, trời mới vừa chấm dứt mưa hay là trời mới vừa mưa. Nghĩa thứ hai là trời đã và đang mưa. Và thường thường mình dùng thì này mình nên để cái time vô. For, 2 hours, for an hour, là cái an hour đại khái như vậy. Là dùng cho cái thì này. Đây là 2 điểm chánh. Chỉ một sự việc vừa mới chấm dứt và chỉ một sự việc đã và đang xảy ra. Ok, tiếp tục cái thì thứ cuối cùng của present tense là present perfect continuous, it has been raining. Trời đã và đang mưa. Và khi mà mình nói it has been raining thì mình phải biết là trời nó vẫn còn tiếp tục mưa dài dài. Nó nhấn mạnh cái continuous ở đây. It stressed the continuing nature of the action. Có nghĩa là nó nhấn mạnh cái sự mà vẫn cái sự mà vẫn còn tiếp tục. Nghĩa là trời mình thấy ngoài trời đó nó đang mưa đúng rồi, nhưng mà mình thấy mây nó cũng còn đen thù lùi. Nghĩa là mình biết là nó vẫn còn tiếp tục mưa dài dài mà không biết là chừng nào chấm dứt, nhưng mà cái nhấn mạnh cái continuous. Chị hiểu rồi phải không? Cái thì cuối cùng thì khi nào mình for sure là nó vẫn còn tiếp tục xảy ra mình mới dùng cái thì cuối cùng. Và một lần nữa khi mà nó có cái perfect ở trong đó mình nên để cái time vô, cái thời điểm vô, cái time vô. Ok, đó là thì present present tense, simple present present tense. Cái thì này á mình có 3 cái cách dùng. No, I mess up with the future. Ok, đó là present. Bây giờ mình qua bên mình tới cái thì thứ hai là past. Khi mà mình nói past, past là đã qua, thì chỉ một cái sự việc nó đã xảy ra ở tương lai, chắc chắn cái sự việc nó đã chấm dứt ở ở hiện tại rồi. Ok, nghĩa là trong cái lúc mình nói cái sự việc đó nó không còn xảy ra nữa. Cái thì past nó các anh chị thường thường là để mình kể lại thôi, các anh chị nhớ điều này nha, kể lại thôi. Mình kể một cái sự việc nó đã qua rồi. So this express the action or to help make a statement about something that is completed at a particular time in the past and has not continue into the present. Thì cái thì này đó nó chỉ một cái điểm chánh là mình nói lên một cái sự việc mà nó đã xảy ra and that's it. Ví dụ mình nói it rained yesterday. Trời đã mưa hôm qua. Nhưng mà hiện lúc mà mình đang nói thì trời nó không còn mưa nữa. Ok, it rained. Bây giờ 4 cái thì quá khứ. Ok, tiếp đi. It rained. Ok, it was raining. Okay.
Không còn hả? Còn mà. Thế chị còn nghe phải không? You still hearing me, right? It was raining. And it's his rain. And it's his been raining. Khi mà mình nói it's rained có nghĩa là mình nói cái gì nó đã xảy ra rồi, nó không còn tiếp diễn trong lúc mình nói nữa. It's rained yesterday. Trời đã mưa hôm qua rồi. Rồi khi mà mình nói it was raining là mình chỉ kể lại cái sự việc thôi. It was raining when I came to her house. Cái thì mà continuous này nó diễn tả cái hành động nó sống động hơn là cái thì mà simple past. Trời nó đang mưa đó, trong lúc mà tôi tới nhà cô ta, khi mà tôi tới nhà cô ta đó, trời nó đang mưa. Thành ra mình cứ tưởng tượng mình tới nhà cô ta, kể cho cái người kia biết là lúc mà tôi tới nhà cô ta, trời ngoài nó đang mưa đó, đang mưa rầm rầm ngoài đó, là cái như vậy. Okay. Rồi cái thì past. Cái thì past này một lần nữa nó cũng giống như cái thì hiện tại. Các anh chị chỉ cần hiểu một một cái thì hiện tại là quá khứ tương lai nó cũng xảy ra, được xem như vậy, xem tình như vậy luôn. Khi mà mình nói cái perfect ở đây đó thì diễn, cũng là một cái sự việc nó đã chấm dứt rồi nhưng mà nó vẫn ở, mình kể lại thôi. Okay. Cái lúc mà tôi tới nhà cô ta đó, trời nó đã và đang mưa 2 tiếng đồng hồ rồi. Okay. It has rained for 2 hours when I came to her house. Đó là một cái điểm chánh của cái thì này. Và nó cũng diễn tả một một cái điểm chánh nữa là diễn tả một cái sự việc xảy ra trước một cái sự việc cũng xảy ra, cả hai đều ở quá khứ hết. Giống như cái câu Tiểu My mới vừa nói. It has rained for 2 hours when I came to her house. Anh chị thấy cái hành động nào xảy ra trước? Trời nó đã mưa hai đã và đang mưa 2 tiếng khi mà tôi đã tới, tôi tới thì hành động là xảy ra trước và mưa trước. Cái nào xảy ra trước thì mình sẽ dùng cái perfect ở đó. Okay. Còn cái nào xảy ra sau thì mình dùng cái simple past. Và cái thì perfect này thường thường nó có hai cái dữ kiện mà nó liên quan với nhau. Trời đã và đang mưa khi mà tôi đã tới nhà cô ta. Đây là điểm chánh thứ hai để dùng cái thì này. Và thường thường perfect đó thì các anh chị nên để. Rồi qua cái thì cuối cùng. It has been raining. When I came, the same thing. Hai cái thì perfect với cái thì continuous đó nó đồng nghĩa với nhau nhưng mà khác chỗ nào các anh chị? Một cái là for sure là cái continuous, nó stress on the continuing, có nghĩa là nó nhấn mạnh ở cái chỗ mà cái sự việc nó vẫn còn tiếp tục, for sure nghĩa là chắc chắn. Ví dụ mình nói trời đã và đang mưa 2 tiếng rồi khi mà tôi tới nhà cô ta, nhưng mà sau đó trời vẫn còn mưa như thường, tại vì mây nó vẫn còn đen ở ngoài trời. Các anh chị hiểu chỗ này phải không? Cái thì cuối cùng đó mình biết cái sự việc nó vẫn còn mưa dài dài thôi mà mình không có muốn nói rõ, nhưng mà người ta hiểu là sau đó trời nó vẫn còn tiếp tục mưa như thường. Thế anh chị thấy hai thì nó khác nhau chỗ đó.
is his rent for 2 hours when I came. Không có nói rõ ràng là sau đó trời có mưa nữa hay không. Không có nói rõ ràng. Okay, không có nói rõ ràng. Maybe sau đó 1 phút sau trời nó ngưng. Okay. Còn cái thị mà continuous nghĩa là sau đó trời nó vẫn còn tiếp tục mưa. Mà mình không muốn kể thêm thôi. Nếu mình kể thêm thì mình sẽ sau đó trời nó cũng mưa cả ngày luôn. Nữa 2 tiếng sau nó vẫn còn mưa, nên coi phải ở lại nhà cô ta đã khái như vậy. Okay. Nên các anh chị thấy mình chỉ cần hiểu một một cái symbol là cái past and cái future, nó cũng xảy ra the same thing. Nhưng mà một cái là ở hiện tại, một cái là ở quá khứ, và một cái là ở tương lai. And that's it. Rất là dễ phải không các anh chị? Rồi bây giờ tới future. 4 thì hiện tương lai nha. Future. Khi mà mình nói future là tất cả những cái sự việc nó phải ở tương lai, nghĩa là nó chưa xảy ra nha. Sorry, nó chưa xảy ra nha các anh chị. Mặc dù có khi mình dùng cái hiện tại, hiện tại, nhưng mà thật sự đó là nó là tương lai. Đặc biệt cái thì future này nó rất hay ở chỗ đó. Mình có thể mình dùng cái hiện tại mà mình diễn tả một cái sự việc ở tương lai. So this hand is describe the action isn't happening right now, or didn't happen yesterday, or perhaps it will take place tomorrow. So with this express the action that will take place in the future. Nghĩa là một sự việc không phải ở quá khứ, không phải ở hiện tại, mà nó ở tương lai. Thì cái điểm chánh của cái thì này là mới nói lên đó. Điểm chánh là các anh chị chỉ nhớ là nó xảy ra ở tương lai, chỉ biết như vậy thôi. Tuy nhiên cái cách dùng đó thứ nhất là mình nói lên, I'm sorry, wait a minute, let me drink some water then. Ok, thứ nhất là future symbol. Bây giờ các anh chị coi cái này nha. It will rain. It will be raining. It will have rained. And it will have been raining. This symbol future, the first one. Khi nào mình nói cái này, khi mà các anh chị thấy cái chữ will đó, thường thường nó không có, it doesn't happen 100%, it's not guaranteed that happen. Có nghĩa là mình chỉ giọt miệng ra mình nói thôi, còn nó xảy ra hay không lại là chuyện khác. Chị nhớ điều này giống như là hước cuội vậy đó. I will go to see her later. Tôi sẽ đi thăm cô ta sau. Khi mình nói cái câu này đó giống như là cái người nghe chỉ cần biết người này nói vậy thôi. Nhưng mà trong bụng mình cũng còn nghi ngờ, biết nói có làm không vậy? Đó là cái thì này.
mỗi lần mình mở dọn miệng cái chị Hương nói I will, I will, I will, right? I will đó là hứa cuội, okay? Không có gì chắc chắn hết trơn á, mình chỉ dọn miệng ra mình nói thôi, hay là mình guess một cái chuyện gì đó, hay mình đoán đó, mình đoán, mình predict hay là mình đoán, hay là mình chỉ dọn miệng mình nói thôi, okay? I will come, I will come, I will come to see you now. Okay, mình nói vậy đó nhưng mà đợi hoài không thấy đâu hết trơn. Là mình dùng cái thì này, okay? Nhớ nha. Cái thì này đó, và không có chỉ nhiều khi mình mới suy nghĩ ở trong đầu thôi. Okay, mình mới suy nghĩ trong đầu, mình dọt miệng mình nói thôi. Okay. I will go to school. Chỉ có khi nào mình dùng cái continuous, cái present tense mình mới dùng chữ nào. Okay. Còn cái future mình đừng có dùng chữ nào. Cái past thì dĩ nhiên là không có chữ nào rồi. Đừng có nói I will come to see you now. Okay. Nghĩa là trong đầu mình không có tính trước, mình mới nói chữ will. Đây là đặc biệt của cái thì này, cái future symbol là chữ will. Nào giờ mình đâu có biết, phải không các anh chị? Mình đâu có biết đâu. Nhưng giờ mình nói chữ will all the time. Rồi. Hứa cuội. Tuy nhiên cái thì này mình có ba cách dùng. Một đó là mình dùng chữ will. I will go. Hai đó là mình sẽ dùng chữ mình dùng cái mình thế bằng cái be going to. I am going. Hey, bỏ, không có được dùng cái động từ to go. Không phải khác đi. I play đi. I will play game. With you, with her. Okay, đại khái như vậy. Later cũng được đi, thêm chữ later đi. Okay. Có ba cách dùng cái thì future symbol này. Em có be going to. Đây là mình đang nói về future symbol nha các anh chị. I am going to play with her, play game with her đã khái như vậy. Play gì đó mình hiểu ngầm đi. Later. Or I am playing with her. Later. I'm supposed to put the game on. Okay, I messed up the last one. Let me repost this. I am playing game with her. Okay, nó có ba cách dùng. I will play game with her later. Hay là I'm going to play game with her later. Hay là I'm playing game with her later. Ba cái trường hợp này đều ở cái future hết, chưa có xảy ra nha các anh chị. Mặc dù mình dùng khác nhau, nhưng mà cái câu thứ nhất đó, khi mình nói là I will play game with her later, có nghĩa là mình đang làm bài. Okay. Rồi em của mình nó đang chơi game mà nó không có ai chơi hết trơn đó. Your sister needs someone to play game with her. Oh really? I will play game with her later.
Okay. Có nghĩa là cái câu thứ nhất mình chỉ giọt miệng mình nói, tại vì mình thấy cô ta tội nghiệp quá. Mình vừa nghĩ ra, ồ, khi mình làm bài xong mình sẽ chơi game với cô ta, là câu thứ nhất. Tại cái người kia nói, ồ, em gái của bạn cần một người chơi game với cô ta. Ồ vậy hả? Ồ tôi sẽ chơi game với cô ta later. Khi mà tôi làm bài xong, mình mới giọt miệng mình nói thôi. Nhưng mà khi mà mình làm, nhưng mà later on, sau đó maybe mình làm bài xong rồi, cái sau mẹ mình bắt mình đi chợ, khá như vậy. Okay, mình đâu có chơi được đâu, phải không? Đấy, anh chị hiểu không? Đó là câu thứ nhất. Tôi chắc gì mình làm chuyện đó. Tại vì sau đó rủi mình có chuyện gì khác, tại mình không có cái plan trước, mình chỉ giọt miệng nói thôi. Đó là câu thứ nhất. Okay. Câu thứ hai, I'm going to play game with her later. Câu thứ hai là mình chết sống gì mình cũng sẽ play game với cô ta. Có nghĩa là mình có cái plan trước rồi, mình nói với cái em gái của mình rồi, ờ, để anh làm bài xong rồi anh chơi game với em nha, với em nha. Hai đứa hứa hẹn với nhau rồi. Okay. Nên cô ta ngồi chờ mình đại khái như vậy. Đó là câu thứ hai. Okay. Còn cái later đó thì không biết là bao giờ mình làm bài xong, nhưng mà chắc chắn là mình đã hứa với cô ta làm bài xong mình sẽ chơi game với cô ta. Nhưng mà bao lâu thì mình không biết. Có thể là mình làm trong vòng 15 phút, có thể là nửa tiếng, có thể là 1 tiếng, 2 tiếng, khá như vậy. Bao lâu không biết. Okay. For sure là nó it's happened about 80-90%. Okay. Rồi, câu cuối cùng, I'm playing game with her later. Later ở đây mình phải hiểu, later có thể là 1 phút sau, có thể là nửa tiếng sau. Nhưng mà cái thời điểm nó càng gần càng tốt. Tại vì cái này nó sẽ it will happen 100%. Thành ra khi mà mình muốn bắt buộc cái sự việc này nó xảy ra thì mình phải cái đợi cái thời điểm càng gần càng tốt. Anh chị hiểu cái câu thứ tư không? Cái câu thứ tư là cái câu mà người ta thường nói nhiều nhất, mà mình rất là nghe thường. I'm going to see the movie. Người ta chỉ nói như vậy thôi, I'm going to see the movie. Có nghĩa là họ họ đang sửa soạn đi coi hát đó, họ đang thay đồ đồ này kia mang giày vô, họ nói là I'm going to see the movie. I'm seeing the movie. Nói cái động từ to see hay là nói I'm playing game now. Nó không có dùng chữ nào. Các anh chị hiểu không? Đã khái như vậy đi. Okay. Hello Luca Pucci. Các anh chị hiểu cái, để tụi mình cho thí dụ cái câu thứ tư đi. The bus is leaving in 10 minutes. Cái này hiện tại hay tương lai các anh chị? Cái này sẽ xảy ra chưa? Anh chị thấy không? Một thì là tương lai và một thì là hiện tại. Thì các anh chị thấy cái xe bus nó sẽ rời trong vòng 10 phút nữa. Đấy. Còn cái câu thứ hai, xe bus nó đang rời khỏi cái bus station now. Yeah. Thì các anh chị thấy cái khi mà mình dùng cái simple continuous for the future time, mình phải để cái thời điểm, bắt buộc phải để thời điểm vô nha các anh chị. Để thời điểm càng gần càng tốt. Okay. Để thời điểm càng gần, nhưng mà không được dùng chữ now. Chữ now là chỉ một cái sự việc nó đang xảy ra trước mặt. Nói tóm lại,
cái symbol future có ba cách để mình dùng. Một là will, hai là be going to, ba là present continuous. Okay. Yes, đúng rồi. Các anh chị cứ đánh câu hỏi ra ngoài room đi, không sao hết trơn. Okay, cho mọi người thấy luôn. Nhiều khi câu hỏi của mình cũng là câu hỏi của người khác. Cái will đó là chỉ giọt miệng nói thôi. Cái be going to đã có cái plan rồi. Và khi nào mình làm chuyện đó chưa biết, nhưng mà mình trong đầu mình đã hứa là mình làm chuyện đó, hay là mình đã tính trước là mình sẽ làm cái đó. Còn cái thứ ba phút đại khái như vậy, thời điểm nó càng gần càng tốt. Ví dụ bây giờ là tối thì mình sẽ nói I'm leaving tomorrow. Mình không có nói là I will leave tomorrow. Mình nói I'm leaving tomorrow, nó nghe hay hơn. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Rồi bây giờ qua cái future continuous. I will be let's see, lấy cái thí dụ gì bây giờ. Dùng cái động từ nào cho nó các anh chị không bị confused đó. Yeah, I will be cooking the, okay. Ready. I will be cooking. Cooking this evening. When you this evening. I will be cooking this evening when you come. Thì đặc biệt cái thì này, thường thường á, khi mà mình nói mình đang làm cái gì đó thì nó thường thường nó có một cái sự việc nó cũng xảy ra at the same time. Tôi sẽ đang nấu ăn chiều nay khi mà bạn tới. Đặc biệt cái thì này đó mình dùng với cái time clause đó. Time clause là những cái mệnh đề nó có những cái chữ như là when, before, by hay là after, đại khái chỉ về thời gian đó. Thì cái mệnh đề chỉ về thời gian phải ở thì hiện tại, mặc dầu cả hai sự việc đều chưa có xảy ra. Đặc biệt chỗ này nha các anh chị, mình không có nói là I will be cooking this evening when you will come. Không ai nói when you will come hết trơn đó. Okay, mình phải dùng cái hiện tại ở đây. Đây là when you arrive. Tôi đã tôi đang nấu ăn chiều nay khi mà bạn tới. Nghĩa là khi mà bạn tới chiều nay tôi đang nấu ăn. Diễn tả một cái sự. Hay là và thường thường dùng cái thì này đó, nó các anh chị để cái thời điểm vô, okay. Để cái thời điểm vô, tại mình nói mình đã đang làm chuyện đó
trong vòng bao lâu hay là khi nào? Chị thấy cái when, cái time clause hay là cái time vô cũng được. Okay. Hay là I will be studying. Tôi đang học. Tôi sẽ đang học cho đến 5 giờ. Nói như vậy. Nó nghĩa là nó diễn tả một cái it's used when we talk about an activity that will continue over a period of time from now. Nghĩa là mình nói là một cái sự việc mình đang làm trong khoảng cái thời cho đến cái khoảng thời gian nào đó. Ok rồi. What else? Đó là cái thì future continuous. Bây giờ qua cái future perfect. I will, lúc nào cũng có will help cook. Phải không? Yeah, cooked. And khi mà các anh chị thấy cái thì perfect cũng vậy. Perfect là nó liên quan tới hai cái sự việc xảy ra cùng một lúc, cũng giống như cái thì continuous. Nhưng mà cái perfect nó khác cái continuous chỗ nào? Các anh chị coi câu này. I will help cook for 2 hours. Let me for 2 hours when she come. I mean when she comes, sorry. Một lần nữa, cái thì perfect nó diễn tả một cái hành động đã và đang xảy ra và không biết là nó có tiếp tục xảy ra hay không. Thường thường cái thì này nó ít khi nào xảy ra sau cái hành động khác. Tôi sẽ đã và đang khúc cho 2 giờ đồng hồ, chứ không phải ở tương lai. Mình không có nói là when she will come. I will have cooked for 2 hours when she comes. Thì mình biết khi mà cô ta tới thì mình đang đang nấu ăn. Các chị thấy cái thì perfect mình có 2 trường hợp, một đó là nói là nó vừa chấm dứt, hai là nó diễn tả một sự việc đã và đang xảy ra. Đây mình cũng có thể mình dịch là tôi đã và đang khúc đã đang nấu ăn 2 tiếng rồi, 2 tiếng khi mà cô ta tới. Nhưng mà cái sự việc này nó chưa xảy ra nha các anh chị. Okay. Nó chưa có xảy ra. Có nghĩa là mình biết trước, ví dụ cô ta tới 5 giờ. Okay. Mình sẽ bắt đầu khúc lúc 4 giờ. Mình sẽ bắt đầu nấu lúc 3 giờ. Thì nếu mà cô ta tới 5 giờ thì mình đã nấu 2 tiếng đồng hồ rồi. Okay. Các anh chị không hiểu, bây giờ cho thí dụ đó, mới nói nè, ABC nghe nè. Cái này là mình biết trước ở trong đầu mình là cô ta tới 5 giờ, thì lúc đó mình nói câu này. ABC hiểu không? Nên nghĩa là mình phải biết trước cái sự việc nó xảy ra làm sao mình mới nói. Cô ta nói là cô ta tới 5 giờ, mình nấu ăn lúc 3 giờ, mình sẽ nấu ăn lúc 3 giờ. Ok. Anh em mình sẽ nói câu này.
Dạ, ví dụ người kia nói với mình, ô cô ta nói với tôi là cô ta sẽ tới tới 5 giờ đó. Mình nói, ô vậy hả? I will have cooked for 2 hours when she comes. Ô vậy hả? Lúc đó tôi đã và đang nấu ăn. Tôi sẽ đã và đang nấu ăn 2 tiếng rồi. Thế như vậy. Mặc dù bây giờ mới có 11 giờ thôi, mình bắt đầu, mình nghĩ trong đầu là 3 giờ mình mới rảnh mình nấu ăn. Thế, ABC hiểu rồi phải không? Cái này khi mà Tiểu My cho thí dụ là chỉ cho theo cái luật thôi, okay. Cái cách mà đặt câu thôi. Còn cái sự việc xảy ra làm sao thì do cái người mà mention vấn đề ra họ mới biết thôi. Cái này chỉ Tiểu My chỉ cho thí dụ để cho dễ hiểu thôi. Đấy, còn khi mà mình nói thì mình là phải lựa thì mà mình nói cho nó đúng. Phải không? Là do cái câu chuyện của mình. Chứ không phải lúc nào cũng bắt buộc phải dùng cái thì như vậy, tùy theo cái câu chuyện mà mình diễn tả. Right? Ok, rồi. Bây giờ qua cái thì future perfect continuous. Cũng cái câu này. Chuyện gì xảy ra khi mà mình dùng cái future perfect continuous? Nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà khác cái chỗ nào? Cũng là cái câu này nha. I will have been, right? Cooking. For 2 hours when she come. Cũng cái câu này mà cái sự việc nó khác nhau chỗ nào? Tôi sẽ đã và đang nấu cho 2 tiếng rồi khi mà cô ta tới. Thì ở đây một lần nữa khi mà mình thấy cái continuous ở đây có nghĩa là chắc chắn cái sự việc này nó sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra for sure 100%. Có nghĩa là khi ví dụ như là Thanksgiving đi, mình nấu cái con gà lôi đi, okay, mình cook turkey. Thường thường nấu turkey trong vòng bao lâu các anh chị? Thường thường nấu cookie ít nhất cũng 4 5 tiếng phải không? Phải không? Đấy, không biết anh chị nào bên Mỹ ăn turkey á, nấu bao lâu mới 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 con gà tây nó mới chín? Thường thường 4 5 tiếng con gà tây nó mới chín á, right? Thành ra mình for sure rồi, mình bắt đầu nấu ăn 3 giờ thì ít nhất cũng phải 6 7 giờ chiều mới xong, phải không? Phải không? Các anh chị nấu gà lôi đến 5 6 tiếng luôn, right? Yeah, 6 7 giờ chiều mới xong. Thì cô ta nói cô ta tới 5 giờ, phải không nào? Thành ra khi mà cô ta tới 5 giờ mình mới nấu có 2 tiếng hả? Thành ra for sure mình vẫn còn tiếp tục nấu tiếp, đồng ý không nào? Chắc chắn như vậy, nếu mình ngừng ngay chỗ đó thì gà nó chưa chín, phải không? Thành ra 6-7 giờ mới xong, thành ra mình sẽ dùng cái thì này. Nghĩa là khi mà cô ta tới mình vẫn còn tiếp tục nấu tiếp. Có thể 6 giờ mới xong, có thể 7 giờ mới xong, nhưng mà for sure là mình vẫn còn tiếp tục nấu tiếp. Còn cái câu ở trên á, okay, khi mà cô ta tới thì mình có nấu tiếp hay không lại là chuyện khác, mình không có chắc. Okay, có thể cô ta tới là mình vừa xong. Cái chị thấy nhớ cái thì perfect xong, perfect cũng diễn tả một cái hành động nó vừa xong, cái vừa chấm dứt ở tương lai, phải không? Còn cái câu ở dưới là nó không có chấm dứt sau 2 tiếng đâu, sau khi cô ta tới là nó vẫn còn tiếp tục dài dài. Anh chị hiểu rồi phải không? Khi mà mình nói cái continuous là thường thường mình nhấn mạnh cái sự việc nó vẫn còn sẽ xảy ra sau đó for sure. Does make sense to you? Answer me, please. Không hiểu hả? Trả lời đi. Say yes đi, please. Chán cái anh chị quá à. Yeah, các anh chị phải nói hiểu rồi. Phải nói yes. Ok. Không thôi là Tiểu My cứ ngồi đây nói hoài như bà điên vậy. Là khi mà mình nói về cái continuous, có nghĩa là
Nó nhấn mạnh cái continuous. Hiện tại cũng vậy, quá khứ cũng vậy, tương lai cũng vậy. Okay. Giờ hiểu rồi, giờ làm bài tập nha. Đó là bốn thì. Nhớ nha, hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Rồi bây giờ ready for cả bốn thì luôn. Ok, mình sẽ we're going to spend the whole time today for the exercise, for doing the exercises then. Hiểu không nào? Bây giờ trước nhất present. Từ dễ tới khó nha, từ từ cười tới khóc. Okay. Mới học bữa đầu hả? I feel so sorry for you. Okay, bây giờ hiện tại trước nè. Khi nào mình dùng simple present and khi nào mình dùng present continuous? Câu này nha. We leave tomorrow. They'll see us off at the airport. Chúng tôi sẽ rời ngày mai. See off là gì các anh chị? They'll see us off at the airport. Cánh hả, ra sân bay hả, là đưa tiễn, là đưa tiễn, là tiễn ai đó, ok, là tiễn ai đó, đưa tiễn đúng hơn, ok, không phải tạm biệt, đưa tiễn, tiễn ai đó ra phi trường, ở tại phi trường. Ok, rồi các anh chị dùng thì này đi. I mean dùng câu này, I mean give the right the rock. Yeah, very good. We are leaving. Okay, một cái sự việc mà nó có cái plan rồi và chắc chắn nó phải xảy ra như vậy. Thành ra mình không có nói là will. Các anh chị thấy không? Khi mà mình học rồi mình không còn dùng chữ will nữa. Nhớ nha, chữ will là hứa cuội. Okay. Hồi xưa mình khoái dùng chữ will lắm. Giờ mình học mà mình biết rồi. And Bill see us off at the airport. Ở đây mình dùng cái gì? Nghe hay. Ở đây mình cũng dùng là is seeing. Okay. See ở đây không, see ở đây không phải là thấy nha các anh chị, mà nó là đưa tiễn. Các anh chị đưa tiễn bằng cách nào? Các anh chị ngồi, nó có action ở đây không? Động từ to see ở đây nó action nha các anh chị. Mà khi mà nó action thì mình được dùng cái continuous. Nó nghe hay hơn. Is seeing. Nghĩa là Bill nó sẽ, ở đây mình không có dịch là đang, mà mình sẽ dịch là sẽ. Bill nó sẽ tiễn chúng tôi ở tại phi trường. Is seeing. Okay. Các anh chị làm gì? Hả? Các anh chị đưa tiễn, các anh chị làm gì? Phải cái động từ to see ở đây nó action không? Các anh chị đứng một chỗ, các anh chị đưa tiễn hả?
Các anh chị phải ôm hôn nè, các anh chị phải khóc lóc nè, or you have to say goodbye nè, something, phải không? Đấy là nó action. See off. Các anh chị đừng có làm qua cái động từ to see nha. Đây là see off, có nghĩa là đưa tiễn. Đưa tiễn bằng cách nào? Hả? Dạ, mình cười, mình ôm, mình hôn, rồi trong bụng mình nó đi cho rồi đi. Phải không? Hay là mình khóc lóc, hay là mình níu kéo đồ này kia, phải không? Right? Hay là mình xách vali phụ đồ này kia, cái đó mới gọi là đưa tiễn, phải không? Right? Thành ra nó action ở trong đó. Cái động từ to see nó vừa là action mà nó vừa là linking. Ví dụ câu này, I see her. Okay. I am seeing her. Có linking and một cái là action. I see her có nghĩa là mình đứng một chỗ. Okay, mình không làm gì hết trơn, không nhúc nhích, không đưa tay ôm, không làm gì hết trơn đó. Tự nhiên cô ta hiện ra trước mặt của mình. Thì cái đó mình sẽ nói I see her. Okay, mình không có làm gì hết trơn, tự nhiên hiện trước mặt của tôi hả? Như con ma vậy đó. Okay. Rồi các anh chị hiểu không? Còn khi nào mình nói I'm seeing her. See ở đây có nghĩa là đi gặp. Okay. Hay là khám. Okay. I'm seeing her có nghĩa là đi gặp cô ta. Thì khi mà mình nói đi gặp cô ta, mình phải làm gì? Mình phải chạy, phải không? Hoặc là mình lái xe, phải không? Right? Để mình đi tới, mình gặp cô ta. Thành ra cái hành động to see ở đây nó sẽ action. Đồng ý không nè? Tôi đi gặp cô ta. Hay là tôi đang đi gặp cô ta. Thì các anh chị phải do something to see her. Right? Còn cái see ở phía trước mình không có làm gì hết trơn, đứng một chỗ vậy đó. Cái tự nhiên cô ta hiện ra trước mặt của mình. Mình nói, oh, I see her now. Anh chị phân biệt được rồi phải không? Hay là ông bác sĩ, ông nói là I'm seeing her, là ông đang khám bệnh cô ta. Khi mà ông nói I'm seeing her là he has to do something. Phải không các anh chị? Ông phải làm cái gì đó, ông đặt ống nghe vô ngực cô ta, hay là ông bóp tay bóp chân gì đó, ái ông nổ. Right? Thành ra cái hành động I'm seeing đây nó action. Okay. Yeah. He's doing something to her. Okay. Rồi các anh chị hiểu rồi gì? Thành ra cái hành động đưa tiễn cũng vậy, nó cũng phải là action. Thành ra cái câu này mình cả hai mình đều dùng cái thì present continuous. We are living tomorrow and Bill is seeing us off at the airport. Rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Okay, next one. He's always said that he will mend the window, but he never do it. Ông ta luôn nói là ông ta sẽ mend là gì các anh chị? Mend là mai phải không? Dạ. Mend là gì quên rồi? Là sửa. Okay, sửa cái cửa sổ. Nhưng mà ông ta không bao giờ làm chuyện đó hết trơn. Yeah, men là sửa. Yeah, tại sao mình dùng thì này? Tại sao mình dùng thì hiện tại? À, các anh chị, hả? Tại sao? That's right. Nhưng mà always, tại vì đây là một cái fact,
không phải một cái true nha, cái fact. It's a true, true là như vậy. True là một cái fact chứ không phải là một cái true. Cái fact với cái true khác nhau chỗ nào các anh chị? Cái fact với cái true khác nhau chỗ nào? Cái fact là một cái dữ kiện, nó có thật, ok, nó thực tế, nó có thật ngay cái lúc mà mình nói. Nó chỉ có thật, nó có thật ở hiện tại, nhưng mà quá khứ với tương lai chưa chắc gì nó có thật. Quá khứ với tương lai chưa chắc gì nó có thật. Ví dụ như là I like her. Okay. Ví dụ mình nói câu này, I like her, tôi thích cô ta. Nhưng mà quá khứ chưa chắc gì mình thích cô ta, tại vì mình mới biết cô ta thôi. Phải không? Nên mình nói I like her. Nhưng mà tương lai phía sau mình có cô bạn gái khác, mình có bồ khác, mình hết thích cô ta. Thành ra đây chỉ là một cái fact thôi, một cái dữ kiện mà mình nói ra trong lúc mình đang nói. Ok, thấy như vậy. Dạ biết rồi, mai mốt là Tiểu My không vô đây nữa là hết thích Tiểu My. Thành ra đây chỉ là một cái fact thôi. Anh chị đồng ý rồi phải không? Còn cái true là như gì? The sun rises. In the east. Đây mới là một cái truth. Mặt trời thì mọc ở hướng đông. Quá khứ cũng mọc hướng đông, hiện tại cũng mọc hướng đông, tương lai cũng mọc mọc hướng đông, phải không? Anh chỉ hiểu cái. Thành ra đây là một cái dữ kiện. Okay. Nó có thật, right? Quá khứ chưa chắc gì nó có thật, tương lai chưa chắc gì nó có thật. Tại sao? Tại vì mình nói là ô, ông ta lúc nào ổng cũng không, ổng nói là ổng ổng sửa cái cửa sổ, nhưng mà có vậy cái sao feel guilty, ngày mai cái sao he đi sửa liền. Các anh chị thấy không? Thành ra đây không phải là cái true mà là cái fact. Nghĩa là hiện tại lúc mình nói thì nó thật sự như vậy, nhưng mà tuần sau ông ta rảnh ông ta sẽ sửa cái cửa sổ. Anh chị thấy không? Rồi, ở đây nó là một cái fact. Thành ra mình dùng thì hiện tại đơn, simple present. Okay, next one. The milk smells sour. Do you keep milk a long time? Yeah, Will là hứa lẹo, hứa cùi á. Yeah, một cái chí he will, thấy không? He will là hứa đó. Chỉ mình nói gì là có nhân chứng là ABC, vật chứng là cái câu đó rõ ràng, thấy không? Thấy rõ ràng chữ will đây hứa cùi không? Thấy hứa cùi rõ ràng không? Ok, smell and keep. Yeah, ở đây tại sao mình dùng thì hiện tại? Anh chị phải biết trả lời tại sao nha. Sữa thì nó ngửi nghe chua. And có phải bạn 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 có nó, bạn giữ nó lo lâu quá không? Yeah, cũng đây là cũng là một cái fact. Okay, very good. No. Okay.
chỉ một cái sự kiện mà nó có thật, nó đang xảy ra thì thường. Okay, if we have the choices, try to choose the best choice. Okay, mình đang nói một cái dữ kiện nó có thật thì nên mình nên dùng Sour. cái present symbol. Okay, mình nên dùng cái present symbol. Đặc biệt cho cái và bây giờ cái bài tập mình đang có cái choice là simple present hay là present continuous, okay? Mình không có deal với cái perfect ở đây. I'm afraid I've broken one of your coffee cups. Don't worry, I'm not like that set anyway. Yes, đây cũng là cái sự việc nó đang xảy ra trước mặt, phải không? Nó đang xảy ra. Thành ra mình dùng cái, nó là một cái, các anh chị thấy nếu mà mình có cái choice, mình có cái sự chọn lựa, okay, thì mình chọn cái nào, cái the best. Yeah. So I have you kept here. Không, Kiểm My nói rồi, okay. Kiểm My nói rồi. Bây giờ cái này có phải là một sự việc nó đang xảy ra có thật hay không? Phải không? Đấy. Đấy. Nghĩa là khi mà mình nói một cái câu, nếu mà các anh chị mà nói nó cầu kỳ, nó cái câu mà không biết cái nghĩa làm sao ta, cái sự việc nó đang xảy ra nó là một cái dữ kiện có thật, nó đang xảy ra ở ngay cái hành nên dùng cái simple present, tại nó diễn tả một cái dữ kiện có thật trong lúc nói. Okay, coi hai câu này nha, để chúng mình chứng minh cái đã. I keep milk. Nó mất cái câu đó rồi. Ok, câu này ở phía trên. The meals, yeah, câu này. You keep milk a long time. I keep milk a long time. I have kept keep milk a long time. Thấy không? Bây giờ hai cái câu này, cái câu nào các anh chị nghĩ là các anh chị nói nó đúng hơn? Actually not, I keep milk for a long time. Câu nào nó cũng được xem hết, hai câu đều nói là I keep milk for a long time hay là I have kept milk for a long time cũng được hết trơn. Sometimes mình bỏ chữ for nha, người ta cũng hiểu hiểu là for a long time. Okay, cái này có ở trong cái bài học. Các chị nghĩ cái câu nào nó đúng hơn?
Cái thì hiện tại, ok, cái thì hiện tại nói lên một cái fact. Ngay cái lúc đó, có chỉ cái thời điểm nó xảy ra lúc nào không các anh chị? I finished my homework. I have finished my homework. Từ từ, only you. Từ từ. Hai cái câu này, cái câu nào đúng cũng giống như hai câu ở trên. Yes, ok. Nếu mà mình nói một cái hành động đã xảy ra và một cái hành động nữa là nó vừa mới chấm dứt, ok, nó vừa mới chấm dứt, mình cũng dùng cái thì perfect, có nghĩa là nó đã xảy ra ở quá khứ và nó vừa chấm dứt ở hiện tại, thì mình cũng dùng thì perfect. Perfect hai điểm chánh là như vậy. Nhưng chị hiểu chỗ này rồi phải không? Thành ra thường thường á, các anh chị nghe người ta nói I finished my homework là đúng. Tại làm sao? Là tại người ta nuốt chữ K, chứ người ta không có nói là I finished my homework. Okay. Chị hiểu điều này rồi phải không? Yes, ok. Chứ không phải người ta nói cái câu đầu tiên là I finished my homework, mà người ta nói I finished my homework. Ok. Thành ra đó, cái câu này cũng có nghĩa là tôi vừa mới làm bài xong. Chứ mình không có dịch là tôi đã và đang làm bài nữa, mà mình phải dịch là tôi mới vừa làm bài xong. Ok. Rồi bây giờ trở lại bài học, mình bài tập. Tại sao đây mình dùng cái thì present ở đây? Hả? Tại vì người ta bắt buộc mình dùng cái thì present. Okay? The milk smells sour. Do you keep milk a long time? Huh? Tại sao? Tại vì người ta bắt buộc mình làm. Thế okay? Mình không có được sửa chữ của người ta. Yes, đúng ra đó là phải nói là have you kept milk a long time? Phải không? Right? Nhưng mà tại vì người ta muốn mình, người ta hỏi mình như vậy thì mình phải làm cho nó đúng thôi. Mình không có được sửa chữ của người, chỉ được mình chỉ được thế dùng cái thì nào. Người ta chở đó ở đâu, cho đó ở đâu. Khi nào mà only nói đó thì only nói sao cũng được, còn khi nào người ta nói thì mình chỉ cười trong bụng thôi. Ok, nếu như kiếp cũng được, ok, cũng được, nhưng mà mình phải tôn trọng người ta. Ok, nhiều khi người ta nói câu kỳ không được, người ta nói văn chương không được, người ta có quyền ta nói đơn giản cũng được, phải không? Phải hiểu chỗ này phải không? Anh đây đây mình không được sửa chữ người ta. Ok, như là những người dân quê họ nói chuyện rất là giản dị phải không các anh chị, gần giống như là gần gần như là funny vậy đó, nhưng mà I like it.
Người có học nói khác, người không có học nói khác. Ok. Mình phải thông cảm. Ok. Yeah, đó là lịch sự. Chỉ khi nào người ta bắt lỗi mình thì mình cự lại. Ok, mình cự lại. Ok. Tại sao không dùng will mà dùng là, tại sao không nói là I'm talking, I mean I'm seeing her soon. Why you say seeing her? Why don't you say you will see her? Khi mà người ta bắt lỗi mình thì mình cự lại, biết không? Tại vì bạn đọc có một cuốn sách, Hà học một cuốn sách, tôi học đến 10 cuốn sách. Ok, bạn về bạn học lại đi. Khá như vậy. Thế còn khi mà người ta không bắt lỗi mình, ta nói sao? Mình cũng miễn là mình hiểu người ta nói là được rồi. Thế đồng ý không nào? Chỉ sợ người ta nói đơn giản mình không hiểu thôi. Rồi tiếp tục câu này là tôi làm bể một cái tách cà phê của bạn rồi. Ô đừng có lo, tôi không có thích đặt xét là gì, tôi không có thích cái bộ bộ tách cà phê đó. Anyway là gì các anh chị? Anyway là gì? Ở đây mình dịch câu này làm sao nè? Dù gì cái gì, dẫu sao cái gì hả? Dù thế nào, dù sao tôi cũng không thích nó. Cái đó là các anh chị hiểu theo cái tiếng Việt. Ok. Cái đó là các anh chị hiểu theo tiếng Việt. Bất cứ cách nào là cách gì? Bất cứ cách nào là cách gì? Các anh chị phải hiểu rõ cái vấn đề mới được. Bất cứ cách nào là cách gì? Hả? Bất kể hình thức nào là hình thức gì? Đằng nào là đằng gì? Dẫu sao là dẫu sao gì? Các anh chị không có hiểu, chưa có hiểu anyway. Ok. Anyway nghĩa là gì? Thực tế cái gì? Cái câu này các anh chị phải hiểu như gì nè? Bạn có làm bể hay là bạn không có làm bể, tôi cũng không thích nó. Thế câu phải hiểu như vậy đó. Bạn có làm bể hay là bạn không có làm bể, tôi cũng không thích nó. Anh chị phải hiểu như vậy nó mới rõ ràng hơn, phải không? Anh chị hiểu điều này chưa? Cái anyway là cách này hay là cách kia. Ok. Cách này hay là cách kia. Mà cách này là cách gì? Ô là cái cách mà bạn làm bể hay là bạn không làm bể. Khác. Right. Cho một thí dụ khác nha. Will you go no, ví dụ cái này. Okay. Don't you have the way
này nghĩa là gì các anh chị? Don't you have the map? A map? I'm sorry, I missed the article. Don't you have a map? No, I don't. I know the way to get there anyway. Các anh chị phải thấy cái chỗ này không? Có nghĩa là dầu tôi có cái bản đồ hay là tôi không có cái bản đồ, tôi cũng biết cái đường đi tới đó. Các anh chị đây, các anh chị không có dịch là dù cách nào đi nữa. Dạ. Các anh chị hiểu không? Dầu tôi có cái bản đồ hay là tôi không có cái bản đồ, tôi cũng biết đường đi tới đó. Các anh chị phải hiểu rõ như vậy, okay. Dù có hay là không, các anh chị phải phải dịch là dù có hay là không. Chứ các anh chị đừng có dịch là dù sao đi nữa. Dù sao đi nữa là cái gì? Phải không? Dù sao đi nữa nó không có rõ ràng. Cách này hoặc là cách kia, cách nào cũng cũng được hết trơn, tôi cũng làm được chuyện đó. Okay. Dì hiểu rồi phải không? Đi không, nó dù sao đi nữa, dù sắc nghĩa rõ ràng ra. Okay. Dù có bản đồ hay là không có bản đồ, tôi cũng đi, cũng biết đường đi tới đó. Right. Hay là dù bạn có làm bể hay là không làm bể, tôi cũng không care, tôi cũng không thích cái bộ tách đó nữa. Phải như vậy. Cái anyway là như vậy đó. Right. Bất cứ cách nào, phải không? Mình dịch là bất cứ cách nào, nghĩa là có hay là không có cũng vậy thôi. Đấy. Hiểu rồi phải không? Hiểu cái chữ anyway phải hiểu rõ ràng như vậy, chứ không có được hiểu khơi khơi dù sao đi nữa. Dù sao đi nữa là cái gì? Chứ mình không biết dù sao đi nữa là cái gì hết trơn á. Phải không? Mình phải cắt nghĩa rồi. Dù có hay là dù không, dù làm bể hay là không làm bể, dù có bản đồ hay là không có bản đồ, tôi cũng đi được. Right. Đấy, hiểu như vậy. Ok, so ở đây là I don't like. Right. I don't like that set anyway. Ok, anyway. Giống như là cái câu, cái bài reading, cái con chó nó nói, cái con mèo nó nói với con chó đó. I think you so big, but I like you anyway. Tôi tưởng đâu là bạn bự con, bạn có thể giúp tôi được, nhưng mà cách nào đi nữa, bạn giúp tôi hay là bạn không giúp tôi vẫn thích bạn như thường. Khá như vậy. Các anh chị phải cắt nghĩa rõ như vậy. Tôi tưởng đâu là bạn bự con, bạn có thể bạn giúp tôi được, nhưng mà dù sao, dù cho bạn giúp tôi hay là bạn không giúp tôi, bạn vẫn là bạn của tôi. Right. Tôi vẫn thích bạn như thường. Đó, các anh chị phải cắt nghĩa anyway là cái gì, là cách này hay là cách kia, tôi cũng vẫn là chuyện đó. Ok, next one. Today, cái này mình chỉ có hai cái choice, có một cái choice between simple present and simple continuous thôi nha các anh chị. He usually speaks so quickly that I not understand him. Cậu ta thì luôn luôn nói nhanh á, nhưng mà tôi thì không hiểu cậu ta đâu. Yeah, đây là một cái fact, okay. Một cái dữ kiện có thật. Mình mention cái dữ kiện đó thôi. Ok rồi, let's see. Có này nha. Yeah, don't. Tom worked with his friends Mark and Ryan. You have to choose between present
simple present and present continuous. Ok, cái này nó có hai cái sự việc xảy ra. Ok, một là cái facts, hai là một cái sự việc nó đang xảy ra trước mặt. Thành ra tùy theo cái câu chuyện mà các anh chị dùng present simple hay là present continuous. Thí dụ như cái sự việc nó đang xảy ra, Tom nó đang làm việc với Mark and Ryan, nó đang cất nhà ở ngoài kia kìa. Ok, nó đang cất nhà ở ngoài kia kìa. Thí dụ như vậy thì mình sẽ dùng cái continuous đúng. Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Nó đang làm cái chuyện gì trước mặt của mình kìa, thì mình mới dùng cái continuous. Còn một cái sự, một cái dữ kiện khác là một cái facts. Ok, một cái facts có nghĩa là Tom nó đang làm việc với friend. Tại cái tiếng Việt của mình dùng cái chữ đang đó, nó nghe nó kỳ kỳ. Chữ đang tiếng Mỹ chỉ khi nào dùng cái continuous mới dùng chữ đang thôi. Còn cái present á, khi mà mình dùng cái simple present là một, chỉ một cái sự kiện nó đang có thật, và có thể nó trừu tượng, nó không có xảy ra trước mắt của mình, mà mình phải imply, mình phải hiểu là Tom với lại Ryan với lại Mark nó làm chung một cái company. Ok, mình, nhiều khi mình phải hiểu như vậy. Ok, yeah, nghĩa là cái phát là cái ngày nào, cái đồng nghiệp đó. Yeah, cảm ơn only you. Các anh chị hiểu rồi phải không? Khi nào mình dùng cái continuous and khi nào mình dùng cái simple present. Ok, thành ra cái câu này nó có hai cái dữ kiện xảy ra. Right, chị hiểu rồi phải không? Say yes thì please. Ok, cảm ơn. Phải say yes để Tiểu My làm nói qua cái khác. Ok, không thôi đây ngồi nói hoài rồi nói Tiểu My nói nhiều. Hiểu rồi phải không? Rồi, cảm ơn. Ok, next one. Cười. Nói hoài rồi nói người ta nói nhiều, ghét thì thôi. Most new babies sleep a lot during the day. Hầu hết những đứa bé sơ sinh đó, thì ngủ cả ngày luôn á, ngủ rất là nhiều cả ngày luôn á. Babies, babies. Yeah, đây là một cái facts, okay? Một cái facts nói chung chung. Right? Yes, số nhiều nha please. Câu này hay nè, coi anh chị nào còn nhớ nha. Okay. I always leave my mobile phone at work. It's very annoying. Tôi luôn luôn để cái điện thoại của tôi ở sở làm. Tại vì nó rất là phiền phức. I think I missed something, right?
Annoying là verb hay là adjective hay là adverb? Hay là noun? Nó là động từ phải không các anh chị? Nó là to disturb or to bother, right? Nó là động từ. Ok, ở đây mình sẽ dùng thì gì các anh chị? I always leave hay là I các anh chị nhớ không? Khi nào mình dùng present continuous? Ở đây mình dùng present continuous tại sao? I am always leaving my mobile phone at work. Tại sao? Very good. Qua hỏi anh. Đây là một cái câu phàn nàn, một cái câu than thở, một cái câu trách móc. Thì các anh chị dùng cái continuous, present continuous, nó nghe rất là hay. Ví dụ các anh chị nói các anh chị coi hai câu này nha. I always work on the weekend. On the weekend. I am no. Dạ đúng rồi đi. I am always work on weekend. Các anh chị học các anh chị quên hết trơn rồi. Ok. Cái này có trong bài hết trơn á. I always work on the weekend. I am always working on the weekend. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Có nghĩa là cái câu đầu tiên có nghĩa là như vậy. Thường thường mình làm việc 5 ngày phải không? Phải không? Mình làm việc 5 ngày một tuần phải không? Đấy. Thứ bảy chủ nhật mình nghỉ phải không? Nghỉ không nào? Nhưng mà cái người này đó họ nghỉ thứ hai thứ ba. Câu đầu tiên đó nha. Họ nghỉ thứ hai thứ ba. Thành ra bắt buộc họ phải làm thứ bảy chủ nhật. Đồng ý không nào? Họ họ làm từ thứ tư, từ năm, sáu, bảy chủ nhật, 5 ngày phải không? Thành ra họ nghỉ thứ hai thứ ba. Right? Thành ra họ sẽ nói câu này. Tôi luôn luôn lúc nào cũng làm việc ở ngày ở cuối tuần. Tại vì tôi nghỉ thứ hai thứ ba. Đấy, các anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu câu đầu tiên là như vậy phải không? Nghĩa là cái sự việc này nó bắt buộc như vậy. Mình không có được than phiền, trách móc gì hết trơn đó. Tại mình có ngày thứ hai thứ ba mình nghỉ bù lại rồi. Phải không? Phải không các anh chị? Thành ra cái câu này chỉ mention cái phát ra mà thôi. Nên mình dùng cái thì present tense. Okay? Mention cái dữ kiện nó có thật như vậy thôi. Thành ra họ dùng cái chữ always là bắt buộc. Okay? Không có gì mà than phiền trách móc hết trơn á. Right? Còn cái câu I am always working on the weekend. Mình làm 5 ngày rồi mà boss nó bắt mình phải làm luôn ngày weekend luôn. Okay? Thế anh chị hiểu không? Nó bắt mình phải làm overtime. Không làm overtime nó đuổi việc mình. Nó lay mình off. Right? Right? Có nghe Tiểu My hôn hay là ngồi chào nhau? Chào Tiểu My nè. Ok. Chào Tiểu My nè. Hỏi gì hỏi Tiểu My nè. Ok. Only you. Anh chị hiểu hai câu này rồi phải không? Hả? Phải không? Gây lộn, cãi lộn hay là có chuyện gì vui kể Tiểu My nghe nè. Ok. Em take top now kể Tiểu My nghe nè. Ok. Còn nếu không á,
thì phải nghe tỉ mỉ kế. Các anh chị hiểu hai câu rồi chứ gì? Một câu đó là bắt buộc phải làm cái sự việc đó, không có gì trách móc than phiền, cái đó là cái bổn phận của mình. Còn một câu là mình không cần phải làm mà mình phải làm. Cái câu hai câu nãy đó chị hiểu rồi phải không nè? Thành ra cái câu này có phải là một cái câu nói khơi khơi không? Có cái chữ annoy ở đây có nghĩa là cái ông này ông đang bực mình, phải không? Ông đang trách móc, ông đang than phiền. Thành ra mình sẽ dùng cái present continuous để cho người ta biết ông đang bực mình. Okay. I am always leaving my mobile phone at work. Right? And at the and it's để mình thiếu cái chữ and it is annoying. Okay? Cả hai đều là than phiền hết. Okay? Yeah, and it is very annoying. I am Hiểu Nguyễn mới vô room phải không? Hiểu Nguyễn mới vô room phải không? Huh? Say yes đi. Have you just come to the into the room? Yes. Ai mới vô room thì mình biết liền á. Tại nói chật lớn. Okay. Tại nói chật lớn. Hiểu Nguyễn mới vừa cắt nghĩa đó. Nếu mà một cái câu than phiền thì phải dùng cái present continuous, nó nghe hay hơn. Okay. It is very annoying. Okay, only you cũng mới vừa vô room hôm nay phải không? Hả? Phải không? Only you mới vừa vô room hôm nay phải không? Hả? Hả? He, only you answer me. Yes, phải không? Ai mới vừa vô room hôm nay không biết trời đất gì hết trơn. Tại sao cái it is very? Tại sao nó phải đứng trước động từ ở trong trường hợp này? It is very annoying. Hả? Tại sao? Hả? Các anh chị nào biết không? No. Anh chị nào biết không? Học rồi mà, các anh chị khác học rồi mà. Yeah, các anh chị khác biết mà. Bây giờ câu này nha. I have been learning I have been learning English thing. English every day. Cái câu này nó hơi lủng củng, cái câu này nó hơi lủng củng đi. Okay, nó hơi lủng củng. Nhưng mà cái vấn đề cái điểm chính là chị My muốn biết cái where we put the adverb always. Thí dụ câu này đi. I have been learning English every night, every day, every night, always. Mình để cái chữ always chỗ nào các anh chị? Tại sao đây hồi nãy only you không nói là đứng trước động từ? Hả? Cái này Tuyển My chia sẻ với anh chị rồi mà. Very good, only you. Mình phải đặt sau cái trợ động từ đầu tiên. Okay. Cái very là adverb. Ok.
khi mà sao khác được, khi mà nó có một cái trợ động từ khi thì mình phải để nó sau cái trợ động từ đầu tiên đấy, cho so, I have always. Okay. Thành ra tại sao only you thắc mắc cái chỗ này hả? Tại sao only you thắc mắc cái chỗ này? Is. Tiếng Việt thiếu cái động từ to be right, right there nha. Is. Okay. Very. Oh no no, cái này tiếng Việt. Yeah, is very annoying. Mà để sai con chuột là nó cự liền á. Cái is này có phải là trợ động từ không? It is. Phải không? Nó là trợ động từ mà phải không? Yes. Cái very no, nếu mà nó không có cái trợ động từ thì nó sẽ dùng. Oh, only you bị cẩu quả rồi. Cái trợ động từ nó có thể nó everywhere nha, chứ không phải lúc nào nó cũng phải đứng trước cái động từ. Okay. Có khi nó đứng sau cái động từ, có khi nó đứng cuối câu nữa. Okay. Cái trợ động từ không phải lúc nào mà nó cũng đứng trước động từ hết trơn để bổ nghĩa cho động từ hết trơn. Không phải nha. Cái phần này mình sẽ học ở trong cái bài bài adverb. Mình không phải trợ động từ mà là trạng từ. Okay. Mình sẽ học trong cái bài adverb. Cái adverb nó everywhere. Cái adjective thì mình chỉ nói sơ sơ thôi nha. Cái adjective nó chỉ có hai cái places, chỉ có hai chỗ. Một là đứng trước danh từ, hai là đứng sau danh từ. Còn cái trợ động từ nhiều nó bổ nghĩa cho cái động từ thiệt, nhưng mà nhiều khi nó đứng trước, hoặc là nhiều khi nó đứng sau, hoặc là nhiều khi nó đứng cuối câu nữa. Okay. Chứ không phải lúc nào nó cũng phải đứng gần cái động từ. Okay. Yeah. Tạm thời. Rồi Tiểu My chỉ nói sơ sơ cho các anh chị thôi. Trường hợp này nó sẽ đứng sau cái trợ động từ to be is. Sau có trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trợ động từ đó. Còn nếu mà có nhiều trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trợ động từ đầu tiên. Okay. Đó là cái luật của cái adverb. Yeah, very là adverb. À, các anh chị cũng chưa có hiểu. Adverb nó bổ nghĩa cho ba từ, ba loại từ. Loại từ đầu tiên là động từ. Loại từ thứ hai là tính từ. Loại từ thứ ba là trạng từ, nghĩa là bổ nghĩa cho một cái trạng từ nào đó có trong câu. Để mình cho thí dụ nè. I sing well. Tôi hát hay. Thì cái chữ well này, trường hợp này nó đứng sau động từ, phải không các anh chị? Đấy. Thành ra nó bổ nghĩa cho cái động từ. Đồng ý không nào? I sing well. Đấy, trường hợp này nó bổ nghĩa cho động từ. Rồi các anh chị coi câu này nha. I sing. Trường hợp này có phải nó bổ nghĩa cho cái adverb ở phía sau nó không? Phải không các anh chị? Tôi hát rất là hay. Phải không? Nó bổ nghĩa cho cái trạng từ ở phía sau. Nó đâu có bổ nghĩa cho cái động từ ở phía trước đâu. Phải không? Tôi hát rất là hay. Right? Rồi các anh chị coi câu này. I sing up.
thì coi câu này đi, câu khác đi. Ấy hẻm. Dạ câu này đi. Beautiful. Phải trường hợp này nó bổ nghĩa cho cái tính từ không? Phải trường hợp này nó bổ nghĩa cho tính từ phải không? Không ý không nào? Yes, okay. Tại cái beautiful nó là tính từ. Okay. Yeah, I'm so beautiful. Tại trong nét biết không, nó họ đâu thấy mặt mũi mình ra làm sao đâu, mình nói mình đẹp cho rồi đi, okay, để cho họ tưởng tượng vui vẻ chút xíu, right. Thiệt mà ở trong nét này á, đàn bạn gái là tụi mình nghĩ ai cũng đẹp hết trơn á, biết không? Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình nghĩ về người ta, mình thấy người ta đẹp, cái trong lòng mình nó vui vui, nó thấy nó không có cái ác ý ở trong đó, phải không? Còn khi mà mình nghĩ người ta xấu thì sao mình ấy, tự nhiên mình thấy mình xấu đi liền, xấu là xấu tánh đó, là mình hiểu không các anh chị, phải không? Nói tóm là I'm beautiful. Say yes đi. Rồi hiểu cái chỗ này chưa? Thành ra cái chỗ động từ nó bổ nghĩa cho ba từ luôn, ba chữ luôn. Một là động từ, hai là tính từ, và ba là trạng từ. Nhớ điều này nha. Okay. Và trạng từ nhiều khi nó đứng ở phía sau luôn, chứ không phải là đứng ở phía trước. Thí dụ như là mình nói câu này. Okay. I go home late. No, no, go. Yeah, late. No. Yeah. Đúng rồi, như vậy đi. Cái late này nó bổ nghĩa cho chữ gì các anh chị? Cái late này là loại từ gì? Hả? Late, of late. No, I'm late. I go home late. I come home late. Cứ PM hoài, chẳng qua đi. Đợi thì mình tí xíu nha, kéo người này vô cái đã. Là tạng từ, là tính từ, right? Thành ra ở đây các anh chị thấy cái trường hợp này trạng từ nó đứng ở phía sau, chứ nó đâu có đứng ở gần 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 động từ đâu, phải không? Thành ra nói tóm lại là trạng từ nó everywhere. Okay. Các anh chị coi câu này nha. I am looking for a car. No, no, cái này là bổ nghĩa cho danh từ, không phải. Khá như vậy đi. Giờ tự nhiên bác kiểu như suy nghĩ, thí dụ lâu quá. Nói tóm lại là động trạng từ nó đứng everywhere. Mình sẽ học trong cái bài đó, okay? Trong cái bài trạng từ rõ ràng hơn, more detail, right? Giờ mình làm tiếp tục cái bài tập của mình đi. Okay.
Làm câu này nha, làm câu này. Dạ, yeah, cho qua vấn đề đi. Đi nói nhiều quá hồi bí á. Nói nhiều quá hồi bí á. Ok, đừng làm tiểu mi bí nha. Được chưa? Usually sing carols on Christmas Eve. Câu này nha, không được làm sai nha. Okay. Câu này không được làm sai. This one right here. We are to talk to him as soon as possible. Thôi sửa lại đi. We talk to him as soon as possible. Ghét quá, không có chip được. Sửa lại trong bài mới được. Lần sau là thế nào cũng bị bị bổn cô nương gài. Lần này tha cho đó. Okay. Tại sao đây mình dùng cái, tại sao đây mình ở đây các anh chị dùng cái chữ, chữ gì hay nhất hả? Hả? Dùng cái thì gì? Có một người đúng thôi. Có một người đúng đúng thôi. Hả? Ý là lộ đề mà các anh chị còn làm sai nữa. Lộ đề mà các anh chị còn làm sai nữa. Một người, hai người. Yeah, ba người. Yeah, đây mình dùng cái thì present continuous hay nhất nha. Okay. We are talking. Tại cái chữ as soon as possible. Okay. The nearest time, right? Cái thời gian mà nó gần nhất phải không thì bắt buộc nó sẽ xảy ra. Thành ra mình dùng cái present continuous là nghe hay nhất. I am talking to him as soon as possible. Right? Anh chị hiểu, hiểu rồi phải không? Chứ mình dùng cái be going to cũng không hay nữa. Tại cái chữ as soon as possible nghĩa là bắt buộc chắc chắn nó xảy ra như vậy. Okay. Right, next one. Nhưng mà đàn, hả? Hỏi gì cho mình không biết. Okay, next one. I'm from Vietnam. Ở nước nào hả? I'm from Vietnam. They have a party tonight. Cái động từ to have này là action hay là linking các anh chị? Hả? Nó là action hay là linking? Cái động từ này nó có move được hay không? Nếu nó là action thì các anh chị dịch làm sao để nó ra action? Hả? Các anh chị dịch làm sao để nó ra action? Tôi có một buổi tiệc tối nay. Yeah, very good Hương buổi. Okay. Ở đây mình phải nói là tổ chức, ok? Cái động từ to help ở đây có nghĩa là tổ chức. Các anh chị phải hiểu như vậy đó. Nào giờ mình cứ nghĩ là mình dịch tiếng Việt là chữ có. Không phải chữ có nha. Tiếng Mỹ đó, người ta ý người ta nói là tổ chức. Ok? Chứ không phải là có.
have money là có. Okay. Tôi có tiền. Cái chữ có này nó trừu tượng. Trong khi đó mình nói I have lunch có nghĩa là ăn. Tôi ăn chưa? Okay. And that cái chữ have này đó nó không còn cái nghĩa là có nữa mà là cái nghĩa là ăn. Đồng nghĩa với cái they have a party tonight có nghĩa là họ tổ chức một buổi tiệc tối nay. Khi mà mình nói chữ tổ chức thì nó more action hơn. Tổ chức là họ phải treo đèn nè, họ phải gắn bông nè, họ phải nấu ăn nè, order đồ ăn nè. Okay, nó action ở trong đó, right? Phải không các anh chị? Các anh chị phải hiểu như vậy, đừng cái dịch là có thì nó hơi trừu tượng. Very good hơn buổi. Sau đây mình dùng thì gì đây các anh chị? Mình dùng thì gì ở đây? No. Vít. Vít mới vô room phải không? Say yes đi. Vít mới vô room phải không? Hả? Vít, Vít ở gì đó? Vít ở. Thấy không? Say yes liền. Biết sao tỉ mới biết không? Tại vì ai mới vô room là nói chật lất. Ai mới vô room là nói chật lất. I feel sorry for you. Ok, ở đây á, đừng có dùng chữ will nha. From now on, ok. Yeah. Chữ will là hước cuội, ok. Nhớ nha, chữ will là hước cuội. Nghĩa là làm sao? Là mình mới giọt miệng mình nói thôi. And later on, có thể là mình sẽ thay đổi. We may change our mind later. Nghĩa là nói là tôi sẽ tổ chức bữa tiệc tối nay. Nói cái câu này là trong đầu mình chưa có cái plan gì hết trơn đó. Mình nghe bạn mình xúi phải không? Nói, tối nay tổ chức buổi tiệc đi. Nó xúi mình. Nó muốn have fun, nó xúi mình. Sao nói, ok, I will have a party tonight. Nó nói, ok, được rồi, tôi sẽ tổ chức buổi tiệc tối nay, mình sẽ dùng chữ will. Nhưng mà tối sau bạn gái mình kêu mình đi chơi, đi coi hát hay đi đâu đó, have fun đó. Sao mình cancel, right? Mình hứa lẹo. And then lúc đó mình mới dùng chữ will. Tại vì mình chưa có cái plan gì hết. Later on mình nghĩ, trời ơi, tổ chức buổi tiệc đâu phải dễ đâu. Phải không? Phải đi đặt đồ ăn, rồi phải treo đèn, rồi phải gắn bông gì tùm lum hết trơn, rồi kiếm băng nhạc rồi này kia. Thôi đi không rảnh đâu, sao mình trốn. Đó, lúc đó thì mình dùng chữ will. Ok. Peter hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Còn khi mà mình nói là I am having hay là I'm going to have a party có nghĩa là mình đã dự định rồi, mọi chuyện nó sẵn sàng rồi, nó có sẵn rồi. Ok, thành ra mình mới giọt miệng mình nói cái thì present continuous hay là cái thì hay là mình dùng cái be going to, nghĩa là có cái plan rồi. Ok. Và nếu mà cái thời điểm nó càng gần, bây giờ là 5 giờ chiều mà tonight là khoảng 7 giờ, 7 8 giờ thì mình dùng cái thì present continuous nó nghe hay nhất. I am having a party tonight. Okay, là dùng cái thì đó. Và có kế hoạch trước và cái thời điểm nó xảy ra sẽ rất là gần. Okay, càng gần càng tốt. Để cho mình biết chắc chắn là bắt buộc nó phải xảy ra như vậy 100% luôn, right? Còn cái be going to có cái plan nhưng mà xảy ra lúc nào thì không cần biết. Nó sẽ it's happening about 70-80% then. Okay. Rồi các anh chị nắm vững rồi phải không? Trời mới cái thì present thôi mất 3 tiếng rồi. Ok, câu này. Cái này ok rồi phải không? I know sir. Someone PM me. I won't tell you my secret unless you promise not to tell anyone.
Tôi sẽ nói tôi sẽ không nói cái bí mật của tôi ngoại trừ khi nào mà bạn hứa không nói với mọi người. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Tôi sẽ không nói cái bí mật của tôi ngoại trừ khi nào mà bạn hứa không nói với mọi người. Hả? Câu này nghĩa là gì? Tôi không nói ngoại trừ khi nào mà bạn không hứa, có chữ not ở đây mà, không hứa nói với mọi người nghĩa là gì? Các anh chị nhớ hai cái mệnh đề, cái unless nó connect to clauses thì nó phải have the same instruction, instructor. Nó giống như câu này nè, I promise tell you the truth unless, no no không phải, unless you promise tell anyone. Nếu mà dịch tiếng Việt mình nghe kỳ kỳ mà thật sự ra là nó như vậy. Có nghĩa là khi nào các anh chị thấy cái mệnh đề có cái unless ở phía ở trong đó thì hai cái cấu trúc của hai cái mệnh đề nó phải giống nhau. Tôi sẽ nói sự thật với bạn ngoại trừ bạn hứa là nói với mọi người. Các anh chị thấy nó kỳ kỳ phải không? Tôi sẽ nói với cái sự thật với bạn ngoại trừ bạn hứa là sẽ nói với mọi người. Câu này nó, các anh chị hiểu chỗ này không? Nhưng cái cấu trúc thì it's okay. Cái nghĩa kìa, họ đừng có nói câu này, bây giờ nói câu này nè. I will go out unless it's rain. Đại khái như vậy đi. Anh chị thấy cái câu này, tại cái tiếng Việt của mình á, mà mình hiểu qua tiếng Anh á, nếu mà mình hiểu cái nghĩa tiếng Việt nó symbol thì cái câu nó nghe nó đánh nhau vậy đó. Tôi sẽ đi ra ngoài ngoại trừ trời mưa. Có nghĩa là gì? Tôi sẽ đi ngoài ngoài ngoại trừ trời mưa. Khi mình dịch tiếng Việt nó nghe kỳ kỳ phải không các anh chị? Nhưng mà mình phải hiểu tiếng Anh là cái unless là cái câu phía sau nó là phủ định. Okay. Tôi sẽ đi ra ngoài ngoại trừ trời không mưa. Mình hiểu theo tiếng Việt mình phải dịch ra như vậy. Chị hiểu không? Nếu mà hiểu theo tiếng Việt thì cái câu unless mình phải hiểu ngược lại. Okay. Nó là affirmative thì mình phải hiểu nó là negative. Mình dịch như vậy đó. Tôi sẽ đi ra ngoài ngoại trừ trời không mưa. Anh chị hiểu rồi chứ gì? Có nghĩa là trời không mưa, tôi sẽ đi không đi ra ngoài. Right? Nó tiếng Việt mới lằng ngoằng á. Việc mới là lằng ngoằng á. Nhiều khi mình hiểu theo tiếng Việt rồi mình dịch ra tiếng Anh nó trật lất. Okay. Thí dụ như câu này, I tiếng Việt y chang nha, tiếng Mỹ sẽ dịch y chang nha. I give I give the cake. No, no.
Dịch y chang tiếng Việt nè. Tôi cho cái bánh cho cô ta. Đồng ý không nè? Okay. Hay là I explain. Câu sau còn hay hơn nữa đó. I explain it for her. Right. Dịch y chang tiếng Việt nè. Tôi cất nghĩa cái đó cho cô ta. Phải không? Hả? Tiếng Việt mình dịch như vậy đó. Đồng ý không nè? Mình dịch sao mình hiểu sao mình dịch ra tiếng tiếng Anh. Tôi cắt nghĩa cái đó, ví dụ cắt nghĩa bài học, cắt nghĩa the lesson cho cô ta, phải không? Phải không? For her. Sai bé. Okay. Tôi giải thích cái điều đó cho cô ta, phải không? Đồng ý không nè? Nhưng mà Mỹ nó không có nói như vậy. Okay. Mỹ nó sẽ nói là I explained it to her. Okay. Nó không dùng chữ for mà nó dùng chữ to. Right? Chị hiểu điều này rồi phải không? Mình không được hiểu từ tiếng Việt mình dịch ra tiếng Mỹ là sai bét. I explained it for her. Không được. Okay. Không được. ABC mới vô room học phải không? ABC mới vô room phải không? Say yes đi, thấy không? Ai mà mới vô room là không biết trời đất gì hết trơn á. Ok, đừng có cắt nghĩa như vậy, không có cắt nghĩa cái the verb phrase được. Ok. Only you làm cái này cho Tiểu My nha. I handed the news. I handed it. Okay. To là for her. Only you làm câu này đi. To hay là for? Không có cách nghĩa cái được verb phrase được ở đây. Okay. Không có được cách nghĩa cái được verb phrase ở đây. Đây dùng chữ to hay chữ for only you? Hả? Hỏi hỏi only you kìa. Hả? No. Không, nhiều khi Tiểu My phải make sure là only you phải biết cách dùng. Okay. Thấy không? Handed. Hand là cầm cái gì bằng tay đưa cho người nào đó. Đồng ý không nào? Cầm cái gì bằng tay. Hand là cái tay. Động từ là cầm bằng tay. Right. Thành ra khi mà cầm cái gì bằng tay đưa cho một người nào đó thì có nghĩa là mình phải đưa trực tiếp tới cái người đó. Có nghĩa là cái người đó phải đứng trước mặt mình mới đưa cái món đồ đó. Nếu mà người đó không đứng trước mặt mình, hand it to whom? To cái vách tường hả? Thấy không? Đấy. Thành ra nói tóm lại, chữ to là khi nào mà có người đứng trước mặt nhận cái hành động đó thì là chữ to. Còn chữ for thì không cần có cái người nào đó đứng trước mặt, không cần biết cái hành động đó quá khứ, tương lai hay hiện tại, không cần biết. Miễn có cái người nào đứng trước mặt nhận cái hành động đó thì mình dùng chữ to. Cái bài học này mình học rồi. Ok. Thành ra khi mà mình hand it là mình cầm cái gì bằng tay đưa cho cái người nào đó trước mặt. Không chơi online nha. Ok. Không chơi qua net nha. Mình chơi thực tế thôi. Ok. Không có tính online hay qua net gì hết trơn đấy. Đấy. Thành ra bây giờ I give. Các chị hiểu rồi phải không? Nhớ nha, chị cần hiểu một cái, có người đứng trước mặt thì dùng chữ to, không có thì dùng chữ chữ for. Cho thí dụ khác nha. Cái bài này mình học rồi mà phải không? I give. Okay. Book. To hay là for? Ngày mai mình sẽ làm bài tập về cái này lại. I give the book to her hay là for her? Hả?
to, right? Khi mà các anh chị cho một cái gì đó cho ai thì bắt buộc người đó phải đứng trước mặt mình mới đưa cho họ được, phải không? Không có người đó mình đâu có đưa cho họ được. Mình không có được hiểu theo tiếng Việt. Tôi cho cuốn sách cho cô ta, phải không? Mình dùng chữ for là sai, I give the book for her là sai. Thế. Right? To explain cũng vậy, cắt nghĩa. Mình cắt nghĩa, mình giải thích cái sự việc gì thì phải có người đứng trước mặt mình mới giải thích được, phải không? Right? Thấy không? Đồng ý không nhỉ? Hay là I buy a book to hay là for? Cái bài học này các anh chị học rồi. Tôi mua quyển sách to her hay là for her? Hả? Ollie trả lời đi. Yeah, là for. Thấy không? Mình chỉ mua cái quyển sách cho cô ta thôi. Đâu có cần cô ta phải đứng trước mặt để mình đưa liền đâu. Phải không? Không cần. Mình mua quyển sách rồi mình đem về nhà rồi mời mình mới đưa cô ta. Right? Thành ra cái câu này rất là hay nè. Okay. I buy a book for her. I mean, yeah, for her. And I give it to her tomorrow then. Anh chị thấy không? Khi mà mình buy đó thì phải là for. Còn khi nào mình give đó thì phải là to. Còn tiếng Việt của mình cả hai đều là for hết. Tôi mua quyển sách cho cô ta và tôi sẽ đưa cho cô ta. Tôi sẽ đưa cho cô ta ngày mai, right? Nhưng mà thật sự cái buy không cần đứng trước mặt, còn cái gift đó phải đứng trước mặt, right? Thành ra mình dùng chữ to. Okay. Right? Chứ không phải dùng cái verb phrase. Đừng có nói dùng cái verb phrase. Okay, and that's it for today. Ngày mai mình học tiếp. Bây giờ như vậy, có bao nhiêu anh chị không biết khi nào dùng chữ to and khi nào dùng chữ by? Nếu nhiều người không biết thì ngày mai mình sẽ làm bài tập. Okay. No, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Có bao nhiêu không người không biết đánh số 1 đi. Ngày mai ra một bài tập để mình có cả 100 câu cho các anh chị tha hồ làm đến nỗi là các anh chị thuộc luôn á, các anh chị biết luôn tới già luôn á. Okay. Okay, and that's it for today. Any question? Dạ, mấy chịu hỏi đi. Mấy chịu hỏi đi. Cho mình the study follows reports on patients who have cancer. Who has? Oh, patient, hả? Patient có S, hả? Okay, sorry. Study. This study is a follow-up on reports who have cancer. Cái câu thứ hai nó make sense hơn thì phải không? No, no, no. This study is a follow-up on reports. Là những cái người mà phải dịch ra tiếng Việt mới hiểu được. Okay. Yeah, cái này phải dịch tiếng Mỹ ra đi. Nhiều khi, I mean, phải dịch tiếng Việt đi là tiếng Việt mới biết cái câu cấu trúc nó làm sao. Cái sự nghiên cứu này thì I don't know. Thôi đi, PM cho Tiểu My dịch câu này đi. Ok, rồi Tiểu My sẽ giúp later. Ok, giờ Tiểu My phải đi ăn rồi, đói bụng quá. No, không hiểu thì sao? Không hiểu thì sao biết cái cấu trúc nó là sao? Phải dịch tiếng Việt Tiểu My mới hiểu được. Ok, gửi vô trong PM cho Tiểu My đi rồi ngày mai Tiểu My trả lời. Ok. Ok, and I'll see you tomorrow, okay? And yeah, gặp các anh chị ngày mai nha. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha.
Em chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Ok. Thôi 11 giờ bên đó rồi, đi ngủ hết đi. Ok.